Chào mọi người, hôm nay là cuối tuần thì mình sẽ tiếp tục làm clip BVC để cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Hôm nay thì mình làm clip này với hai mục đích. Cái thứ nhất là mình sẽ làm một chiếc PC giá mà mình tính hiện tại bây giờ khoảng tầm 1 triệu đồng. Và cái thứ hai là mình làm để cho những cái bạn mà đã từng hỏi mình về cái vấn đề là nâng cấp những cái chiếc PC mà ngày xưa ấy, mà các bạn vẫn đang dùng ấy, để các bạn có thể chơi game và làm việc trong cái khoảng giá mà các bạn đầu tư khoảng tầm vài trăm nghìn đến 1 triệu. Thì ok, cái chiếc PC ngày hôm nay thì mình sẽ lấy từ một cái chiếc PC lâu rồi. Nói chung là mấy cái dòng G31, G41 thôi, chứ không phải mấy cái dòng đời mới. Thì những cái dòng cổ đấy thì bây giờ chúng ta nâng cấp những cái gì để chúng ta đảm bảo chúng ta có thể chơi được một vài game, cũng như là có thể thao tác được, cũng như là có thể là học tập được. Nói chung là chi phí chỉ có từng đấy thôi, nên là chúng ta sẽ phải làm sao để tiết kiệm mọi thứ, cũng như là vọc vạch đủ các thứ để có một cái chiếc PC mà giá nó như vậy nhá. Thì với cái chiếc PC 1 triệu ấy, nói thật với các bạn thì bản thân mình ở đây thì mình để làm một cái chiếc PC vài trăm nghìn đến 1 triệu mà có thể chơi game được ấy, thì mình làm không khó. Vì sao? Vì là như mình đã từng bảo với các bạn ấy, là muốn mua được một cái chiếc PC rẻ hoặc muốn mua được một cái đồ rẻ thì nó chỉ có một thứ thôi. Chỉ có một điều duy nhất là chỉ mua được đồ thanh lý thôi. Đồ thanh lý là như nào? Đồ thanh lý là cái đồ mà người ta đang dùng mà người ta không dùng nữa, mà người ta muốn tống đi thì người ta muốn bán với cái giá rẻ để cho nó xong việc ấy. Thì đấy là đồ thanh lý. Chứ còn một số shop mà cứ ghi là đồ thanh lý nhưng mà vẫn bán cái giá kiểu như là giá bán thì không gọi là đồ thanh lý các bạn nhé. Đồ thanh lý thì quan niệm của mình là chỉ có là cá nhân đang dùng và không dùng nữa thì người ta bán đi với cái giá là rất rẻ, bởi vì người ta có bảo hành cho mình đâu. Bán là xong, mua là xong. Nên là cái đồ thanh lý là thường nó sẽ là rất rẻ. Ok, rồi thì cái chiếc PC, ví dụ như những cái chiếc PC ngày hôm nay mình sẽ mua những cái chiếc PC như thế này, kiểu như là mấy PC đồng nát ấy. Bây giờ người ta bán khoảng tầm 100.000 hoặc là cùng lắm là 150.000, mua theo cân bán theo lạng đấy. Thì đây mình ví dụ này, ví dụ một cái chiếc PC như này thì nó có cả vỏ bên trong, nó có nguồn này, nó có cả ổ DVD rồi ổ cứng rồi main rồi vỏ rồi fan rồi cả RAM trong đấy nữa. Đấy thì nói chung là nó cũng một chiếc PC hoàn chỉnh rồi, nhưng mà đến bây giờ thì nó cấu hình nó thấp rồi. Nó thấp nên là nó không còn phải đáp ứng được một số các cái nhu cầu nữa. Mà cái chiếc PC này lại là đòi hỏi là phải cũng phải lung linh một chút, rồi lại phải chơi được game, thì chúng ta lại phải nâng cấp thêm cho nó. Thì clip này thì cũng dành cho những cái bạn mà muốn nâng cấp ấy, các bạn có thể tham khảo cho những cái chiếc PC cổ hoặc cũ các bạn nhé. Ok, thì bây giờ cái chiếc PC này, bây giờ mình tính cái này khoảng tầm 100.000 đi. Mua có 80.000 thôi nhưng mà mình tính hẳn 100.000. Cái chiếc PC này, bản thân những cái chiếc PC đời trước này thì thường nó sẽ không có cạc hình rời. Mà cái cạc hình rời là cái thứ rất quan trọng để các bạn có thể chơi game được. Chính vì thế nên là build cái chiếc PC ngày hôm nay thì chúng ta cần phải mua một cái cạc hình rời bên ngoài. Ngoài cái combo này, chúng ta cần phải mua cái cạc hình rời bên ngoài. Thì đây, thì với cái giá tầm 1 triệu thì chúng ta chỉ có thể lắp một cái cạc hình rời khoảng tầm hơn 500 thôi. Ví dụ cạc 550 là con GT6106 hoặc là 630 đấy, 1GB đấy. Đấy nhá, là cạc hình rời nhá, khoảng tầm 550. Tiếp theo là con CPU, con chip ấy, con CPU thì thường những cái này này, người ta sẽ lắp mấy con chip ví dụ như là con E2001 hoặc E5005 hoặc E7005 hoặc là cao thì là E8004. Thì nói chung những cái chip đấy thì mình thấy là hiện tại thời điểm này thì nó chơi game thì cũng khá là giật lag rồi. Nên là mình sẽ dùng con Q8004 để lắp vào cái con bên G31 nhá. Đấy, một con chip Q8004. Thì con này bây giờ khoảng tầm 150 đến 180. Rồi RAM, RAM thì những cái cây PC ngày xưa ấy thì thường người ta sẽ chỉ lắp 1GB rồi 2 thanh 1GB là 2GB. Hoặc may mắn lắm thì chúng ta mua được một thanh, mua được là cái combo nó có một thanh 2GB. Đấy là may mắn lắm. Còn không thì chúng ta vẫn phải mua ngoài. Thì ok, mua ngoài thì mình sẽ mua 2 thanh 2GB D2 để thành 4GB các bạn nhé. Thì 2 thanh 4GB là 2 thanh 2GB này thì bây giờ nó khoảng tầm 75.000 một thanh hoặc 80.000 một thanh. Giá khoảng tầm 150-160. 2 thanh này tổng là 4GB, được chưa? Đấy, thì còn cái fan này thì nó có sẵn rồi, main này cũng vậy, có sẵn, ổ cứng thì cũng vậy. Thường thì 80 hoặc 160GB chúng ta cũng đủ để chơi game rồi, nguồn cũng vậy. Đấy, thì nói chung là cả cái combo này bây giờ chúng ta đã có đủ rồi. Thì cái vỏ này thì nếu mà chúng ta muốn dùng thì chúng ta có thể dùng, còn không thì chúng ta có thể mua những cái khay như thế này này để chúng ta lắp. Thì lắp những cái khay này mà bạn nào mà muốn led lung linh nhé, thì chúng ta cũng có thể dùng mấy cái dây led như thế này. Nó chỉ rơi vào tầm 20.000 một dây thôi, mua khoảng 2 sợi thì các bạn mà căng cả cái combo này, đúng không? Thì cái clip này nhá, clip này thì dự tính của mình là mình sẽ không lắp để mình cất, mà mình lắp để mình chia sẻ và tặng cho các bạn, để các bạn về các bạn nghịch.
Đấy, cũng như về các bạn dùng, mình sẽ cố gắng mình sao mình build một chiếc PC ổn định một chút để các bạn có thể vẫn có thể học tập được mà vẫn có thể giải trí để chơi game được nhá. Thì đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu cái combo ngày hôm nay. Combo ngày hôm nay thì nó cũng là một cái main G31 thôi. Một cái G31 2 RAM DDR2 thành là 4GB, một con Q8400, một con GT630 1GB. Ổ cứng này thì là ổ cứng 80GB trong máy. Những cái cây này toàn 80GB, 160GB, 80GB. Tiếp theo một cái fan stock bình thường thôi. Nguồn đây, đây là một con nguồn. Thì cái con nguồn này nó cũng cũ rồi nhưng mà mình sơn lại đấy. Cái nguồn này là mình sơn lại, mình sơn màu đen vào đây đấy. Thì nó thành như này đấy bạn nhé. Mình sơn lại. Rồi tiếp nữa là gì nhỉ? Tiếp nữa là cái dây led này thôi. Dây led này để cho nó lung linh cái chiếc PC ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào phần tiếp theo là phần lắp cái chiếc PC này để cho nó hoàn chỉnh một chiếc PC nhá. Thì cái chiếc PC này ngày trước mình đã từng chia sẻ với bạn cái cách lắp một chiếc PC 1,5 triệu rồi. Thì clip này thì mình sẽ không quay chậm nữa. Mà nếu bạn nào muốn tham khảo cái chiếc PC lắp theo kiểu trần trần như này thì các bạn có thể xem clip ở dưới mô tả. Mình sẽ để cái clip là chiếc PC 1,5 triệu để các bạn có thể tham khảo cách lắp nhá. Nói chung đơn giản lắm, lắp trần này thì đơn giản thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn cái cách lắp nhá. Xong các bạn ơi, như vậy là sau khoảng tầm hơn chục phút chúng ta đã lắp xong cái chiếc PC này. Đây, các cái dây led của nó đây. Nói chung là dây led thì các bạn đi theo tùy theo sở thích của các bạn. Nói chung là tùy theo cái thẩm mỹ của bạn và các bạn vọc vạch. Còn mình chỉ lắp nó như thế này thôi. Đấy, nguồn này, ổ cứng này, main này, chip trong đây, fan này, 2 RAM này, các hình rời này. Đấy, các cái dây đấy. Được chưa? Và đây chính là cái chiếc PC của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái chiếc PC này vào cái màn hình để xem nó có hoạt động không, cũng như là nó lung linh như thế nào các bạn nhé. Ok, để chúng ta sẽ mang ra ngoài kia chúng ta lắp. Chiếc PC này cái phần nguồn nó có cái phần trắng trắng kia nên là mình nhìn thấy nó không hợp lắm. Nên là mình quyết định là mang ra mình lại sơn tiếp cái nguồn cho thành màu đen luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái chiếc PC này lên nhé. Cắm chuột này, cắm phím này, cắm màn hình này, cắm dây nguồn này. Bây giờ chúng ta sẽ bật để xem có lên không nhá. Wow, lên rồi các bạn ơi. Đây, đây các bạn, đây chính là cái chiếc PC ngày hôm nay chúng ta vừa lắp xong. LED lung linh rực rỡ đúng không? Đấy. Rồi, như các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ cần mất một chút thời gian cũng như vọc vạch một chút thì chúng ta cũng có thể biến một cái chiếc PC cục mịch như thế này trở thành một chiếc PC rực rỡ và thay đổi áo mới đúng không? Ok, ôi như nó chưa lên thì phải nhỉ? À chưa bật màn hình, chờ một chút. Chờ một chút xem nó có lên không?
Ok, lên các bạn nhé. Như thế này là nó lên rồi. Bình thường là nó sẽ vào win, nhưng mà cái ổ cứng này thì mình chưa cài win cho nó, nên là nó chưa vào win. Thì cái chiếc PC này thì chúng ta cần phải cài win, cài phần mềm, cài game thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Thì nói chung nếu bạn nào mà sau khi mà lắp ổ cứng ấy, mà nó đến cái bước này mà nó không vào trong win ấy, thì các bạn nhớ là các bạn cần phải cài win, cài phần mềm cho nó các bạn nhé. Thì các cái hướng dẫn về cài win hoặc cài phần mềm hoặc cài game thì mình đã chia sẻ rất chi tiết ở trên cái website đạtdonghi.com. Các bạn có thể vào đấy để các bạn tham khảo. Ok, thì bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành cái chiếc PC ngày hôm nay rồi. Cái việc mà test game thì hôm sau thì mình sẽ test. Bây giờ là 6 giờ 58 phút chiều rồi. Mình không thể nào kịp để cài win cũng như là cài game của chiếc PC này nữa. Mình sẽ chỉ có tạm dừng tại đây. Và mình sẽ hẹn các bạn là mình sẽ test game hoặc là test hiệu suất của nó sau. Ok, bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Để mình copy video ra render rồi mình up cho các bạn. Cố gắng là 7 rưỡi để ra clip ngày hôm nay nhé. Bây giờ mình sẽ tạm dừng clip. Mọi chi tiết đóng góp hoặc là chia sẻ thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình. Chào các bạn và cảm ơn đã xem clip. Chào.